Xin chào các bạn đến với video tiếp theo của mình. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn ba cái trang web KaiThatTRX và Dogecoin miễn phí các bạn nhé. Mỗi một trang thì nó sẽ cho các bạn khai thác một cái đồng coin duy nhất thôi nha. Và cái trang đầu tiên thì mình thấy là trang này thì hiện tại có rất là nhiều ông Tây họ đã test rút tiền thành công nhé. Nhưng mà trong đó là họ không đầu tư, nhưng mà cấp dưới của họ đầu tư thì họ mới đủ mi rút thôi. Chứ mà họ chơi miễn phí 100% thì chưa có đủ mi rút nhé. Trang này thì lúc nó mới ra thì mình cũng đã tham gia rồi, nhưng mà hiện tại thì mình vẫn chưa đủ mi rút nha. Và mình chia sẻ cho các bạn là chơi miễn phí 100% thôi, bạn nào mà đầu tư được thì tự đầu tư nhé. Mình sẽ không hướng dẫn các bạn đầu tư đồng nào vào nha. Thì sau khi các bạn nhấn vào cái link đầu tiên thì nó sẽ đưa các bạn ra một cái trang đầu tiên như này nhé. Thì trang này các bạn sẽ dán địa chỉ ví TRX của các bạn vào nhé. Chỉ cần là địa chỉ ví TRX thôi. Ok, dán xong thì các bạn sẽ tạo mật khẩu riêng cho mình nhé. Tạo mật khẩu xong thì các bạn sẽ nhấn vào Go tiếp cho mình nhé, để các bạn đăng nhập cái tài khoản của các bạn vào nhé. Thì sau khi các bạn đăng nhập vào xong thì cái GH/GJ của các bạn cũng như là tốc độ khai thác của các bạn là 500 tốc độ khai thác nhé. Còn số TRX nó sẽ tự động chảy nha. Ok, thì đối với cái trang này thì các bạn khai thác miễn phí không chia sẻ cấp dưới thì nó cũng tương đối là ít nhé. Đây, hàng ngày chỉ là 0.25 TRX và hàng tuần là 1.75 TRX. Thì đối với cái trang này thì các bạn chơi miễn phí 100% thì các bạn phải mất hơn 1 tháng các bạn mới đủ mi rút nhé. Min rút của nó là 10 TRX nha. Các bạn cứ thử xem, biết đâu là 1 tháng nó vẫn cho các bạn rút thì ok nhé. Và những cái dự án như này thì các bạn hãy tham gia sớm nha, chứ nó tồn tại được 2-3 tuần rồi các bạn mới vào thì tỷ lệ của các bạn rút được nó cũng rất là thấp nhé. Bởi vì ở đây là nó tự động, nó không cần phải treo máy gì cả. Các bạn đăng ký tài khoản chỉ là mất vài giây thôi nha. Ok, thì ở đây nó sẽ có một cái phần rất là đơn giản như là deposit là gửi tiền, withdraw là rút tiền. Chia sẻ cấp dưới thì các bạn có thể là đi vào cái phần này, các bạn lấy đường link nhé. Đường link các bạn đi chia sẻ cấp dưới, nếu như mà cấp dưới các bạn đầu tư, các bạn sẽ nhận được là 10% nha. Ok, rút tiền thì withdraw này. Rồi các bạn sẽ nhấn vào rút tiền, nó sẽ hiện cho các bạn là min rút tối thiểu là 10 TRX nhé. Ok chưa ạ? Đối với cái trang này thì hiện tại nó hiện là đã chảy được là 4 ngày trước nhé. Và tổng số người đầu tư là hơn 1.000 đô, còn số tiền rút được chỉ có hơn 200 đô thôi nhé. Cho nên các bạn không nên đầu tư nha. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang cái trang thứ hai nhé. Rồi tiếp tục trang thứ hai này nhé. Trang này thì các bạn kích vào link thứ hai nó cũng có giao diện như này luôn. Tiền thưởng đăng ký là 1 đô nha. Ok, thì các bạn chỉ cần là dán địa chỉ ví TRX của các bạn vào nhé. Dán xong tiếp tục này. Đối với cái trang này thì mình thấy là khai thác nó tương đối là nhanh, cho nên là tỷ lệ các bạn chơi miễn phí thì không rút được cũng khá là cao nhé. Nhưng mà cứ thử xem, biết đâu là nó cho các bạn rút phần đầu tiên nhé. À, biết đâu là nó cho mình rút những ai mà tham gia đầu tiên nhé. Trang này thì cái mình rút tối thiểu của nó chỉ là 17 TRX và hiện tại thì mình khai thác được là 10 TRX rồi. Mình chỉ còn thiếu là 7 TRX thôi là mình đủ mình rút nhé. 7 TRX này thì các bạn khai thác là hơn 1 ngày hoặc là 2 ngày gì đó là các bạn đủ nhé. Ok, trang này nó cũng tương đối là đơn giản như là link giới thiệu của các bạn này. Và các bạn muốn rút tiền, các bạn có thể là kích vào cho mình là đặt hàng một khoản thanh toán này, nó sẽ hiện cho các bạn là min rút tối thiểu nhé. Mình không có min rút tối thiểu, nó sẽ hiện lối như này nha. Còn đầu tư thì ở đây nó sẽ có cho các bạn là đầu tư, còn không thì thôi nhé. Ok, giới thiệu của các bạn này. Đối với cái trang này thì mình thấy là ở bên Tây thì họ đều rút tiền thành công hết. Nhưng mà trong đó là họ chia sẻ cấp dưới nhé. Chứ còn chơi miễn phí 100% thì chưa có đủ min rút nha. Ok. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại cái trang Dogecoin thứ 3 nhé. Và đây chính là trang khai thác Dogecoin nha. Trang này thì cái min rút của nó tương đối là thấp hiện tại. Tuy nhiên thì mình cũng không thể nào mà mình chắc chắn được là khai thác một ngày là các bạn rút được là 1 Dogecoin nhé. Có thể là nó sẽ nâng cái min rút của nó bất kỳ khi nào nha. Hoặc là nó sẽ yêu cầu các bạn phải có đủ là bao nhiêu GH/GJ các bạn mới rút được tiền, hay là nó có thể là yêu cầu các bạn phải gửi tiền các bạn mới rút được nhé. Mình chỉ là chia sẻ cho các bạn miễn phí thôi. Và nếu như mà sau khi mà mình rút không được miễn phí thì mình sẽ ghi ở trong cái cộng đồng YouTube của mình nhé. Các bạn hãy theo dõi chính xác vào ở trên cộng đồng YouTube của mình nhé. Nếu như mà không rút được đối với cái trang Dogecoin thì mình sẽ ghi cho các bạn xem nhé. Ok, thì hiện tại mình cũng có gần đủ mình rút rồi, là 0.7 Dogecoin nhé. Chỉ còn thiếu là 0.3 Dogecoin là mình đủ mình rút của nó nhé. Ở đây mình sẽ đi vào mục rút tiền này, mình sẽ cho các bạn xem nha. Min rút tối thiểu của nó chỉ là 1 Dogecoin thôi. Ok chưa ạ? Đây. Tối thiểu chỉ là 1 Dogecoin thôi. Tức là một ngày nếu các bạn mà chơi miễn phí hiện tại thì các bạn đã đủ min rút một lần nhá.
Ok, thì ở đây nó tương đối là đơn giản, nó sẽ có cho các bạn là cái mục rút tiền, deposit và withdraw này, và các bạn chia sẻ cấp dưới này, đường link các bạn đi chia sẻ này, 10% nhá. Đối với trang này thì đăng ký nó tương tự 100% cái trang là đăng ký tại đấy đầu tiên nhá. Ok chưa ạ? Rồi cái phần là nhận gas trên dây thì nó cũng rất là đơn giản. Các bạn sẽ có ở đây nó sẽ hiện cho các bạn là làm video review trên YouTube, các bạn sẽ nhận thêm là 20 gas trên dây. Và các bạn review cái trang này lên ở trên cái kênh Twitter của các bạn cũng sẽ nhận được là 5 gas trên dây. Ở trên Facebook thì cũng tương tự là 5 gas trên dây nhá. Và yêu cầu của nó thì các bạn có thể là xem ở đây nhá. Tối thiểu của nó là 100 bạn bè. Và cái Twitter thì là tối thiểu là 100 người theo dõi nhá. Ok chị ạ. Còn tổng số ngày hoạt động của nó chỉ là một ngày trước này, tổng số tiền đầu tư này, tiền rút này. Ok chưa? Thì đối với ba cái trang này thì là mình chia sẻ cho các bạn tham khảo thôi, bạn nào mà cảm thấy không ok thì các bạn có thể là không cần chơi nhá. Đối với trang đầu tiên thì mình thấy là miễn phí thì cũng có khả năng rút được rất là cao, nhưng mà hai cái trang cuối này thì mình cũng không chắc chắn được các bạn ạ, bởi vì nó khai thác tương đối là nhanh luôn. Ok, như vậy thì mình cũng đã cập nhật cho các bạn ba cái trang khai thác từ đấy đâu có miễn phí nào rồi, bạn nào mà muốn chơi thử may mắn thì thử nhá. Và bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Bạn nào mà nhận được giá trị trong video ngày hôm nay thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like và một lần đăng ký kênh để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.